Tòa Cửu Phẩm Liên Hoa là một trong những cổ vật có giá trị đặc biệt, điểm nhấn của ngôi chùa giám cổ kính. Tòa tháp bằng gỗ có tuổi đời khoảng 300 năm, cao 4,44 mét, được thiết kế theo kiểu hình lục giác đều, gồm 9 tầng hoa sen, với tổng cộng 145 tượng Phật. Tòa cửu phẩm nặng khoảng 4 tấn, tuy nhiên chỉ cần dùng tay đẩy nhẹ, cả tòa sen vẫn có thể từ từ quay vòng tròn. Đây là một trong những cái bảo vật quốc gia mà còn rất là hiếm và người dân vô cùng là trân quý và tự hào, và mong muốn là các cơ quan chức năng có thẩm quyền quan tâm hơn và sẽ có những cái công việc để mà duy tu và bảo tồn để cho cái bảo vật quốc gia này được mãi mãi trường tồn. Tòa cửu phẩm Liên Hoa thì đây là một tòa cửu phẩm có giá trị đặc biệt ở trong phim dịch. Mà hiện nay trên cả nước chỉ còn có 3 tòa cửu phẩm. Rất mong các cấp các ngành quan tâm để làm sao là chúng ta bảo tồn và phát huy được giá trị của kiến trúc quốc gia đặc biệt này. Cửu phẩm Liên Hoa không chỉ mang thông điệp từ bi, vị tha của đạo Phật mà còn thể hiện sự phát triển của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Sự hiện diện của các tòa tháp ở Việt Nam một lần nữa khẳng định nghệ thuật điêu khắc đỉnh cao của nước ta vào cuối thế kỷ 17-18. Do đó, việc bảo tồn giữ gìn giá trị của cổ vật được người dân và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Hàng năm địa phương tăng cường cái đầu tư để trùng tu bổ. Xong do cái điều kiện thời gian thì tòa cửu phẩm cũng nhiều hạng mục xuống cấp. Thì hiện nay địa phương cũng đang gia cố để đảm bảo cái an toàn và phát huy được cái giá trị. Bước đầu cũng đã đề xuất thêm một số những cái ý kiến phối hợp để định hướng cho tỉnh cũng như là Sở Văn hóa của tỉnh Hải Dương đưa ra được một số những cái giải pháp trọng tâm để làm sao bảo quản tốt được cái bảo vật quốc gia. Cửu phẩm Liên Hoa ở chùa Giám hiện được xem là cổ vật có giá trị nghệ thuật kiến trúc Phật giáo đặc biệt. Cùng với hai tòa cửu phẩm ở chùa Bút Tháp Bắc Ninh và chùa Động Ngọ Hải Dương, đây là một trong 3 kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc gỗ cổ truyền Việt Nam liên quan đến Phật giáo còn lưu giữ đến ngày nay.